485. Một thời Thế Tôn ở Kampa trên bờ hồ Gagara, rồi nhiều cư sĩ ở Kampa đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đi đến, đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ấy thưa với tôn giả Sariputta: Thưa tôn giả, đã lâu lắm chúng con không được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Lành thay thưa tôn giả, nếu nay chúng con được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn, về này chư hiền hãy đến trong ngày lễ trai giới, các ngươi sẽ được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Thưa vâng, thưa tôn giả. Các nam cư sĩ ở Kampa ấy vâng đáp Thế Tôn. Tôn giả Sariputta từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tôn giả Sariputta, thân binh hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi các nam cư sĩ ở Kampa đến ngày lễ trai giới đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đi đến, đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi đứng một bên. Rồi tôn giả Sariputta cùng với các nam cư sĩ ở Kampa đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Có thể bạch Thế Tôn, ở đây có hàng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hàng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. Này Sariputta, có thể ở đây có hàng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Có thể này Sariputta, ở đây có hàng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì ở đây có hàng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì ở đây có hàng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn? Ở đây này Sariputta, có người bố thí về tâm mong cầu, bố thí về tâm trói buộc, bố thí về tâm mong cầu được chất chứa, bố thí về ý nghĩ tôi sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vì ấy bố thí như vậy cho các sa môn, bà la môn, bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, những trú xứ, đèn đuốc. Những người nghĩ thế nào này Sariputta, ở đây có thể có hàng người bố thí như vậy không? Thưa có vậy bạch Thế Tôn. Ở đây này Sariputta, có hàng người bố thí về tâm mong cầu, bố thí về tâm trói buộc, bố thí về tâm mong cầu được chất chứa, bố thí về ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vì ấy bố thí như vậy khi thân hoài mạng chung được sanh cộng trụ với chư thiên ở bốn thiên vương, và vì ấy khi nghiệp được đoàn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoàn tận, vì ấy trở thành vì trở lui lại, trở lui trạng thái này nữa. Ở đây này Sariputta, có người bố thí về tâm không mong cầu, bố thí về tâm không trói buộc, bố thí về tâm không mong cầu chất chứa, bố thí không vì ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, nhưng bố thí vì ý nghĩ lành thay sự bố thí, bố thí không vì ý nghĩ lành thay sự bố thí, nhưng bố thí với ý nghĩ cái này đã được cho trong quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không xứng đáng để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Hay là người bố thí không vì ý nghĩ cái này đã được cho trong quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không xứng đáng để truyền thống gia đình này bị bỏ quên, nhưng bố thí với ý nghĩ ta xứng đáng, các người này không xứng đáng, ta không xứng đáng là người ở chỗ này là đầu ăn, ta không nên là người xứng đáng, lại không bố thí cho người không xứng đáng. Bố thí không phải ý nghĩa như vậy. Đoạn đó là đổi chuyện đầu ăn làm chuyện xứng đáng, hơi trục trặc. Như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như là Asaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamatagi, Angirasa, Bharadwaja, Vasita, Kasapa, Bhagu cũng vậy. Ta sẽ là người xa xẻ các vật bố thí, vì ấy bố thí không phải ý nghĩ. Như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như là Asaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamatagi, Angirasa, Bharadwaja, Vasita, Kasapa và Bhagu cùng vậy, ta sẽ là người xa xẻ các vật bố thí này, nhưng bố thí với ý nghĩ do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tình tín hỷ dược khởi lên. Vì ấy bố thí không với ý nghĩ do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tình tín hỷ dược khởi lên, nhưng vì ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm và để trang bị tâm. Và đối với sa môn hay bà la môn, vì ấy bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Những người nghĩ thế nào này Sariputta, ở đây có hàng người có thể bố thí như vậy không? Thưa có vậy bạch Thế Tôn, này Sariputta, ở đây ai bố thí không với tâm mong cầu,
bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩa ta sẽ thọ cái này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩa làm thay sự bố thí, bố thí không với ý nghĩa cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không xứng đáng để truyền thống gia đình này bỏ quên, vân vân. Bố thí không với ý nghĩa ta xứng đáng, các người này không xứng đáng, ta không nên là người xứng đáng lại bố thí cho người không xứng đáng. Bố thí không với ý nghĩa như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Ataka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yatmatagi, Angirasa, Baradoja, Vasita, Kasapa, Vagu. Cùng vậy ta sẽ là người sang sẻ các vật bố thí không vị nghỉ. Do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tình tiến hỷ duyệt khởi lên. Nhưng vì ấy bố thí để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Do vì ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoài mạng chung được sanh trọng trụ vị chư thiên ở phàm chúng thiên, và khi vì ấy nghiệp được đoàn tầng, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoàn tầng, vì ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này nữa. Này Sariputta, đây là nhân, đây là duyên khiến cho ở đây một hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Này Sariputta, nhưng đây cũng là nhân, cũng là duyên khiến cho ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Cứ như vậy là phần trình bày bố thí. Ở trong có nhiều phẩm kinh, trong các kinh khác cũng có được Đức Thế Tôn dạy về bố thí, trong tương ứng cũng có, và thì nội dung cũng tương tự như thế này. Thì ở đây có hai phần mà quý Phật tử để ý, có hai cái nội dung bố thí mà cùng làm một việc bố thí, ví dụ như là cùng bố thí thức ăn, áo mặc, nhà cửa, vân vân, cùng làm một việc in hệt nhau, là cái sự tướng in hệt nhau. Nhưng mà với hai động cơ tâm lý khác nhau thì có quả khác nhau. Một động cơ đưa đến cái quả nhỏ lợi ích nhỏ, một động cơ đưa đến cái kết quả lớn lợi ích lớn. Thành thử cái này thì quý Phật tử cũng nên lưu ý là cái sự khác biệt giữa hai cái, đây là hai hàng bố thí khác nhau lớn, nổi bật. Còn trong mỗi hàng nó có những cấp độ khác nhau nữa. Thì sự khác biệt này đánh giá dựa vào đâu để đánh giá sự khác biệt này và lợi ích lớn này? Thì như mình biết trong cái phẩm kinh trình bày và nối kết về cái nhân quả của đạo Phật dạy, thì hành động mới đưa đến kết quả. Tất cả cái bố thí này là điều nằm trong cái vòng nhân quả cả, mà đưa đến kết quả là do tác ý hoặc là hành động cố ý, chính cái ý mới là đưa đến kết quả. Còn cái hành động từ nó không có nghĩa gì, chưa có nghĩa gì, mà phải là tác ý, thì cái kết quả tốt hay xấu và tốt như thế nào, đến mức độ nào là do cái tác ý của người hành động. Thành thử ở trong cái phẩm kinh này thì chỉ trình bày cái mức bố thí mà cho những người cư sĩ họ đứng làm để mà làm cái hành bố thí đó, đến cái mức độ để trang nghiêm tâm và trang bị tâm được sanh về cái cõi phàm thiên, sau khi trở sanh về cõi phàm thiên và sau khi hết thọ mạng ở cõi phàm thiên thì được trở thành vị thánh bất lai là A-na-hàm, rồi từ đó để đi dần về giải thoát, đi phần nguyện giác bàn. Sau này thời gian mà phát triển của Phật giáo thì các chư tổ còn triển khai cái bố thí này đi đến cái bố thí ba la mật nữa, và bố thí ba la mật đó cũng có thể hiện ngay trong cũng có bao hàm trong cái lời kinh này, chứ không phải là không có bao hàm, nhưng mà ở đây trong cái bài kinh này thì giới hạn dạy cho những người đời đi làm ngang đó thôi, hành ngang đó. Rồi sau cái phần bố thí đó, Đức Phật dạy hành từ đế, sau thường thường ngài dạy hành pháp bố thí là để mà mở đường cho, để cho các vị đi vào hành tròn cái thiền định và trí tuệ, cho nên gọi là dẫn đến một cái bước, mà đây là cái bước mà cái bước mục đích ở trong kinh, mà thái độ của Đức Phật, ngài giáo hóa của Đức Phật đã quyết định, đã phân định là cái bước bố thí để đưa đến trang nghiêm tâm, trang bị tâm là chuẩn bị cho một sự hoàn thành của chị và con, để mà rồi đi thẳng vào cái thiền định, đi vào từ niệm xứ là từ đế đó, đi vào để mà thành tựu cái giải thoát. Cho nên cái bước thì pháp bố thí chỉ dẫn đưa con người đi đến ngang đây, là cái bước hàng đỉnh. Về sau này Phật giáo phát triển thì đưa đến bố thí ba la mật, thì tôi từ từ tôi sẽ trình bày quý vị thấy từng bước. Thì như vậy là rõ ràng thành từ cái giá trị và cái giải thoát của cái hành động bố thí nó do tác ý, chứ không phải là do hành động, mà cũng phải là do cái số lượng cho nhiều hay ít, là hai cái khác nhau, hoàn toàn không liên hệ. Hành cái bố thí, giá trị của hành động bố thí là tâm bố thí. Tôi ví dụ như thế này, một người họ nghèo mà không có thường là thiếu ăn nữa, mà khi họ có được 5 đồng bạc trong túi, họ thấy một người khác nghèo hơn,
và họ khởi cái lòng thương, vì thấy người ta nghèo hơn mà tự nhiên trong đó phát một cái tấm thương, không có cầu gì cả, họ đưa 5 đồng bạc nhường, mình chịu đói mình nhường cái 5 đồng bạc đó cho cái người bạn nghèo hơn mình, thì cái lòng bố với cái 5 đồng bạc đưa đó với cái tấm rất là lớn. Trong khi đó tôi có đến trong túi 5 triệu bạc mà tôi đưa 5 đồng bạc, tôi cũng đưa 5 đồng thôi. Thì tôi đưa về cái tấm nhiều khi còn khinh thì ném 5 đồng bạc tới cho người ta nữa. Thì hai cái việc làm là cũng đưa một cái hành động đưa 5 đồng bạc tới một người. Hành động đó di chuyển từ mình, từ đấy đến kia gọi là bố thí. Đưa từ chỗ này qua chỗ kia, đưa cho đó, đưa cho người ta đó là bố thí. Nhưng đưa về tâm niệm với thái độ khác nhau rõ ràng. Cho nên khi đưa đến chắc chắn là phải đưa đến hai kết quả khác nhau. Còn nhiều khi tôi rút 5 đồng bạc ra mà cái tay tôi để trong túi mà hàng con đếm trong túi nữa là cái tay mà nửa lấy ra nửa bỏ vào nữa, thì cái tấm đó làm ra mà bố thí để cho có cái kết quả lớn được. Thành tất cả cái đó là nó căn cứ theo cái tâm niệm mới có kết quả khác nhau. Lát nữa tôi phân tích là vì sao có sự có cái cơ bản nào khác giữa hai loại bố thí này. Ví dụ như đến xưa cái câu chuyện đào bà già ăn mày đó, bà nghèo khổ lắm. Nhưng mà bà điên xin rồi gặp thời Đức Phật ra đời đi, nghe các người ta nói rằng là gặp Phật là quý lắm, rồi bà cũng khởi lên cái lòng tin và nói là ồ, rồi là mình bạc phước quá, làm sao mình có thể mình có cái gì để cúng Đức Phật. Mà lúc bấy giờ là có một vị hoàng tử đứng vua chúa đứng thỉnh Đức Phật và thỉnh chúng đến trú ở tại cái trụ sở của vua, mà bấn đêm là thắp đèn sáng đẹp lắm cả khu vườn này. Bà mới buồn là làm sao mình có cái gì để cúng dường Đức Phật. Sau bà đi xin để bà nhìn ăn hôm đó là được có mấy xu dầu, mua 3 xu dầu lửa, nghe nói cúng dường ánh sáng bấn đêm cho có phước á, thì bà cũng có chi đi đừng bà đi kiếm mấy cái chân vợ chân thể bỏ 3 xu dầu rồi cái tím đèn, rồi bà là người ăn mặc ra rưỡi làm răng mà đi vô sống sảo, đi vô ngay giữa trung tâm kỳ vương có thể tốt ở mà cũng được, thì bà mới lén lỏi đi vô góc vườn đặt thì bình dầu đi góc vườn rồi thôi, để thắp lên để âm thầm mà cùng rồi thôi. Nhưng bà cũng một cái tâm tin tưởng, hết lòng tin tưởng vào Thế Tôn, hết lòng cung kính vào Thế Tôn, mà tuy nhiên là với hết tất nhiên là tất cả hết cái lòng của bà, cái gì có thể có được bà trút ra đó cả bà cũng dường gầy rồi thôi. Thì sáng ngày gì tất cả cái đèn dầu mà của các vua chúa cũng là thắp bằng những thứ dầu thật thơm thật sang ở những cái đèn bằng ngọc bằng ngà thật sang. Nhưng mà khi buổi sáng đến á, trời vừa rạng đông á, thì Tôn giả Mục Kiền Liên nghe theo lời Đức Phật dạy đi tắt mấy cái đèn. Thì ngài tắt, ngài dùng cái vật áo, cái ý của ngài, ngài chỉ phất nhẹ là tất cả đèn tắt cả, là cái thần thông của ngài á. Chuyện này, nhưng mà là còn một cái đèn hàng năm đến góc vườn đó là leo teo đó không có tắt. Ngài dùng cái hết cái toàn sức mạnh của ngài, ngài quạt cũng không tắt, ngài dùng thần thông ngài quạt cũng không tắt nè. Ngài về ngài bạch Thế Tôn, vì sao bạch Thế Tôn còn ngọn đèn là kỳ lắm, con to con quạt mà không tắt. Thì Đức Phật ngài mà nói không phải, cái đèn nó được thắp với cái tâm niệm quá lớn, thành Tôn giả không thể thổi tắt nó được. Thì tâm của cái bà già ân xin cả, thành thử thắp với cái tâm đó mà đó có dâu mà thắp, chứ không có dâu mà vẫn thắp được nữa. Chứ quý vị có biết không có dâu mà thắp được không? Không có đèn có dâu mà vẫn thắp cũng Đức Phật được nữa, là mình cúng cái lòng của mình thôi, rồi thôi ở yên rồi mà cúng thì cũng được chứ, thì cúng là cúng cái lòng chứ đâu phải cúng cái dấu, phải không? Nhưng mà bởi vì người đời nếu như không có cái sự vật để làm, không có cái sự tưởng thì tâm không khởi lên được, cho nên nương vào sự tưởng để khởi tâm mà thôi. Hành kỳ bố thí là nó quý ở cái tâm để cái tâm khởi, và cái giá trị mà gọi đánh giá trị giải thoát này là do cái tâm, chừng nào cái tâm khởi lên hành làm hành động bố thí đó mà cái ngã nó nới lỏng đó, cái tham nó nới lỏng, cái sân nổi lỏng, cái si nổi lỏng, thì cái đó là phước lớn. Càng nới rộng chừng nào nó càng phước lớn như này, càng dập tắt được tham sân si chừng nào, càng mở được cái ngại chừng nào là phước lớn. Lớn là vậy, cái tâm này chứ còn mà nếu như tôi hết lòng tôi cầu Phật, đến hết cái bụng già tôi cầu Phật, nhưng tôi cầu là vì lòng tham, tôi cầu là tôi tưởng là Đức Phật sẽ, ai mà cầu hết lòng thì ngài sẽ cho cái điều mình mong, là tôi muốn về trời để tôi làm vua trời để tôi hưởng thụ, thì cái tâm này là cũng hết lòng, nhưng mà cái tâm này là tâm buộc vì ngài mong cầu, phải không? Nhưng mà con chỗ nào con móng câu chỗ đó con trói buộc cái ngã, trói buộc cái ái và trói buộc cái thụ, bị cái ái cái thụ trói buộc, vì vậy không giải thoát, vì vậy không có phước đức lợi và lợi ích lợi. Cho nên cái bố thí mà không móng câu là gì, là không bị ràng buộc bởi cái ngã này. Cái ngã đó dù là cái ngã danh dự gia đình, dù là truyền thống của gia đình, cái ngã đó là vì con người, hay là cái ngã đó là vì chắc rằng cái hành động bố thí từ nội quý, vân vân, tất cả cái nhân danh đó đều không có giá, đều ít có giá trị, là bởi vì nó bị trói buộc bởi cái ái và cái chấp thụ ngã cả. Còn bố thí chỉ để
rõ ràng là vì lý do là thực lời, thực hành lời Phật dạy để mà trang nghiêm tâm, để trang bị tâm, có nghĩa là gì? Là để mà tẩy sạch tham sân si, để mà dập tắt cái ngã chấp của mình, thì cả đó gọi là để trang nghiêm tâm và trang bị tâm, thì bồ thí này là cao quý nhất. Chính vì cái tâm này mà từ nó thì chí đức bồ thí đã giải thoát rồi. Vì thế, tại sau khi vị này chết đi nhất định là sanh về cõi trời Phạm Thiên, và sau khi sanh về cõi Phạm Thiên là bởi vì này có chánh kiến, bởi vì có thể một mục tiêu giải thoát, làm chỉ vì mục tiêu giải thoát mà thôi, chứ không vì một cái lý do chi mà liên hệ đến cái ngã, nuôi dưỡng cái ngã của mình nữa. Chỉ vì vậy cho nên vị này sau hết thọ mạng là Phạm Thiên là được bất lai, là trừ năm hạ phần kiệt sự liền, mà khi mà trở thành bất lai rồi thì từ đó nó đi dần về niết bàn mà thôi, không có đi lui gì nữa. Thì bồ thí như vậy là vì việc là bồ thí đúng chánh pháp đó. Thành thử tất cả các hành động tu, dù là lạy Phật, dù là tụng kinh, dù là bồ thí, tất cả mục đích chỉ nhắm về một điều, để giúp cho mình khởi tâm đoạn trừ tham sân si. À, nếu như mình không làm được cái tâm đó thì thôi, tất cả cái tướng không có ý nghĩa gì cả. Vì thấy là các thường tòa mình hay giảng như thế này. Hồi xưa chúng tôi học cả như thế này. Bây giờ nếu như quý vị thấy thế này, mình đi đến chùa, mình lạy Đức Phật là mình để hết cái lòng, mình lạy Đức Phật hết tâm cung kính, mình ý thức rất rõ ràng mình chiết tha một cái gì đó về giải thoát, mình lạy Đức Phật, thì một cái hành động lạy đó nó có phước, là bởi vì nó do cái hành động tác ý mình làm với có một cái sự cố ý rõ ràng, và cái hành động cố ý này mới tạo thành nghiệp, và nghiệp đó là nghiệp thiền, cho nên mình được cái quả báo thiền. Báo thiền đó là mình cầu một cái giải thoát nào đó, thì tùy theo cái sự mong cầu giải thoát ở mức độ nào đó mà cái quả báo nó sẽ đến vì mình sau này. Nhưng mà với đứa trẻ bước trước mình thôi, thằng thấy mình làm rồi, thằng nhảy vô cũng cúi đâu rồi, thằng làm đâu có tại ý chứ đâu, đứa trẻ đấy đâu có được phật bảo như mình được, phải không? Nhất định không chứ phải không? Là nó làm chơi rồi, nó làm giống như ra đình bí để đảo thế, thế là răng bằng có phật bảo đâu được, vì không có tật ý, vì thầy phải nè. À, ai đồng ý với tôi là như vậy, là hoàng đứa trẻ không có phước bằng người lớn, nếu nó làm hành động đó là phải như vậy, mình hiểu nhân quả mình không tật ý đâu có phước. Rồi bây giờ tôi nói thêm ví dụ này là quý vị rõ. Có một người thời Đức Phật á, là có những người đã cải trang thiên tướng nằm vào trong giáo hội Đức Phật để mà theo dõi những người ngoại đạo để cổ phá nơi xấu Đức Phật, gọi là đi theo dõi Đức Phật, tự nhiên là gọi là nằm vùng này. Tự nhiên là đây là không phải thời Đức Phật, là có kính của mình triệt tập rõ ràng lắm, là cả vị này là của ngoại đạo của Ni Kim Từ đó, họ muốn nơi xấu Đức Phật thì họ cũng đi khất thực như các vị tỳ kheo của đệ tử Phật. Họ cũng đắp y vàng, họ cũng là giữ giới, họ đi để cho đừng ai khám phá ra họ là người già, phải không? Họ làm tất cả người của tội nữa chứ, của phước gì, phải không? Chứ trong khi cả thầy cũng làm ý hình, nhưng mà cả thầy giải thoát cho những người này là xấu xa, cố ý vô mà hại Phật, mà hại cả thánh chúng nữa. Thì hai cái tướng giống nhau, phải không? Cái tướng giống nhau, nhưng mà cái quả khác nhau chứ. Đó, do cái tật ý, cái tướng cũng nói thành cái tướng của đứa trẻ bằng lễ Phật quý mình là khác nhau. À, giống nhau nhưng mà cái cõi là khác nhau bởi tác ý. Cái tác ý khác nhau, thành cái phước báo này là do cái tác ý, hành động có tác ý mà có phước, hay là có báo, gọi là cái có báo về thiền hay à. Còn nếu như không tác ý, cái nghiệp, cái việc nào mà không có tác ý không có quả báo. Anh quý vị đừng có lo sợ những cái việc mà mình hoàn toàn mình không cố ý mà làm hại người khác là hoàn toàn mình không có chịu quả báo. Mà ngay pháp luật ở nhiều nước mình ở xã hội hiện tại cũng vậy thôi. Tuy nhiên một cái hành động người ta nghi cứu điểm hành động hoàn toàn không cố ý là người ta không bắt tội, tha bổng. À, vì một lý do gì đó, vì như chứng tỏ người đó bị suy rồi là mất ý chí, coi như họ không cố ý. Ví dụ bị đau thần kinh chẳng hạn thì họ không kể tội, kể tội một cái đau thần kinh là đang kể tội. À, không kể tội. Chứ đến khi nào chứng minh được như vậy họ không kể tội. Khi nào biết rằng người này có tỉnh táo, khi làm có tỉnh táo và cố ý thì cái đó mới kể tội. Thì hành động về binh nhân quả cũng vậy, khi có cố ý mà đưa đến cái kết quả mà này. Nhưng mà đi đi đến sau này, cái thời đại sau này, các vị họ các ngài họ triển khai cái bố trí thì đi đến một cái điểm xa hơn, là bởi vì các vị biến cái hành bố trí thành một hành đồ sinh, một hành của vị Bồ Tát, gọi là trong nằm trong lục đồ, gọi là bố trí đồ lục bộ đó. Mà cái bố thí không phải chỉ để ngán cái đồ trang nghiêm tâm, trang bị tâm để rồi để cầu để được sanh về cõi trời Phạm Thiên rồi sau đó mới đắc A-la-hàm, nhưng mà các vị bố thí và hành thì gọi là bố thí không chấp thủ tướng ngay trong cuộc đời này, gọi là bố thí ly chấp thủ,
ly chấp thủ, ly ngã tưởng, nhân tưởng, dụng sanh tưởng, thọ giả tưởng. Tuy nhiên không chấp ngã hoàn toàn, bố thí như vậy mà để hành thì nào, để nhiếp cái tâm thì nào, đừng có chấp có ngã có pháp, đừng có chấp có cái ngã của người cho, của vật cho và của người dành nữa. Thì làm thế nào chú tịnh ngay trong cái hiện tại. Bố thí như vậy là bố thí để mà trừ chấp thủ ngay trong hiện tại, chứ không phải là chờ đến một cái công phu khác nữa. Thì cái bố thí này ấy, là gọi là bố thí ba la mật, bố thí mà đến tầng cùng bố thí có thể giải thoát trong hiện tại được. Là bởi vì cái giải thoát đó là do cái tâm ly thủ mà giải thoát, chứ không phải do hành động bố thí giải thoát. Vì thế, họ các ngài cũng bố thí như bình thường mình bố thí về, nhưng mà với cái tâm của các hành là ly chấp thủ. Nhưng mà nếu như mà mình bất trước mà mình hành thì sẽ không thành tựu. Là bởi vì cái mức độ mà có thể ly thủ, bố thí ly thủ được thì như mình cần phải có một cái mức như thanh tịnh giới và có thiền định này thì mới ly thủ được. Chứ còn mình trao đảo nhiều thứ lắm mà mình đòi ly thủ thì đi những cái bước đi nó không chắc chắn, không vững chắc. Hàn thử Đức Phật ở trong đoạn kinh này là dạy một cách rất thiết thực, cho một đối tượng trước mặt rất thiết thực. Đối tượng đó là họ khả năng của họ phải hành pháp bố thí này để chuẩn bị cho họ hành tử đế, để cho đi vào sâu định tuệ để giải thoát. Cho nên chỉ bố thí này chỉ ngang chỗ trang nghiêm tâm và trang bị tâm, mà không có đi xa hơn là bố thí không chấp thủ, không có nói như vậy. Nhưng mà khi mà mình giải thoát rồi thì các ngài vẫn bố thí đấy. Và bố thí cái đó gọi là vô thủ trước, bố thí vô thủ trước niết bàn. Các ngài đệ tử Đức Phật trong cái hành bố thí pháp là tối thắng, mà các đệ tử Đức Phật sau khi giác ngộ đắc la hán rồi là hầu hết các ngài lên đường và thuyết pháp liên tục, thì đó là hành bố thí chứ gì nữa. Bố thí lúc bị giờ là hoàn toàn ba la mật. Các vị mà cao đức của tu là quý vị thấy không thể tưởng lộ. Ngồi yên nhiều khi ngồi hụt thuốc uống trà rồi thôi, nhưng mà mình không thể đánh giá được cái giải thoát càng ngày được. Ngồi như vậy mà tấm là hành lại từ đại bi đại hỷ đại xả, hành từ vô lượng tâm. Như vậy mà lại cái từ tâm á, bố thí là để nuôi dưỡng cái từ tâm, mà nuôi dưỡng cái từ tâm là để nó tan, nó xả bởi cái vòng bọng sẹn. Thì lời của ý của pháp bố thí này là nó xả, nó đại lần lần, đại lọc lần lần cái tâm bọng sẹn của mình, vì kỳ bọng sẹn ích kỳ đấy. Cái hành cái pháp bố thí là vậy, để xả bớt cái đó cho nhẹ bớt đi, để mình dễ đi sâu vào định và tuệ. Thì các ngài không phải làm cái công việc có tướng như mình mà chạy đôn chỉ đạo như mình các ngài. Nhưng không phải vì vậy mà cái lòng từ họ các ngài không hành, hành rất sâu, hành đến độ mà không cần có cái tướng ngoài mà tâm vẫn hành được. Cho nên các ngài giải thoát nhiều. Các hòa thượng thường ngồi không mà mình đặt lệ, nhưng mà các đại đức không ngồi không làm việc rất nhiều, mà nhiều khi mình không kính bằng phải không? Bởi vì thấy lăng xăng lộn xộn quá, mà các ngài ngồi yên nhưng mà tâm hành rất sâu. Cái giá trị là chỗ tâm hành ấy. Chứ đến một cái đồ mình hành nguyện rồi ấy. Nhưng nói thì nói về thôi chứ vì có sự của lý. Mình phải hành một thời chú nguyện, khi đó rồi mình ngưng hành động mình mới hành cái tâm được. Người tu vậy phải có cái giai đoạn giữ giới chú nguyện, khi đó không giữ cũng được, cái tâm là tự trú. Chứ còn mình bỗng dưng mình nói phá chấp, mình không giữ gì cả, không hành gì cả thì tâm không khởi được. Tôi xin đi đến cái đoạn tiếp. Nhà mẹ của Năng Đa. Như vậy tôi nghe một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana đang du hành ở Dakshinagiri là phía nam thành Vương Xá. Cùng với đại chúng tỳ kheo lúc bấy giờ nữ cư sĩ Velukantaki, mẹ của Năng Đa, thức dậy trước khi mặt trời mọc và đọc lớn tiếng bài Parayana, con đường đưa đến bờ bên kia. Lúc bấy giờ đại vương Vesavana là tỳ sa môn thiên vương đang đi từ phương bắc đến phương nam vì một vài công việc. Đại vương Vesavana nghe nữ cư sĩ Velukantaki, mẹ của Năng Đa, đọc lớn tiếng bài kệ bài Parayana, liền đứng lại chờ đợi cho bài được đọc xong. Và nữ cư sĩ mẹ của Năng Đa sau khi lớn tiếng đọc xong bài Parayana là con đường đưa đến bờ bên kia, liền im lặng. Rồi đại vương Vesavana biết được nữ cư sĩ mẹ của Năng Đa đã đọc xong bài kệ, liền hết sức hoan hỷ và nói: lành thay này chị. Ngài bà hỏi lại: ngài là ai? Ôi vì cậu bộ mặt hiền. Này chị, ta là anh của chị, đại vương Vesavana. Lành thay, ôi vì có bộ mặt hiền, hãy lấy pháp môn được tôi nói đến hôm nói đến hôm qua làm quà tặng đón khách cho ngài. Lành thay, này chị, phải pháp môn này hãy là quà tặng đón khách của tôi. Ngày mai chúng tỳ kheo với Sariputta và Moggallana là các vị cầm đầu sẽ đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi chị mời chúng tỳ kheo dùng xong,
hãy tuyên bố chính ta đã cúng dường. Rồi nữ cư sĩ mẹ của Nanda, sau khi đêm ấy đã mãn, liền cho sửa soạn tại nhà ở của mình các món ăn thường vị loại cứng và loại mềm. Rồi chúng tăng với Sariputta và Moggallana là vị cầm đầu đi đến Velukantaka nhưng chưa ăn sáng. Rồi nữ cư sĩ mẹ của Nanda bảo một người đi nói rằng: "Này bạn, hãy đi đến khu vườn và bảo thời giờ cho chúng tỳ kheo. Đã đến giờ thưa cả tôn giả, tại nhà của mẹ Nanda các món ăn đã được sửa soạn." "Thưa vâng, thưa nửa tôn giả." Người ấy, nữ cư sĩ mẹ của Nanda, đi đến khu vườn và bảo thời giờ cho chúng tỳ kheo. "Đã đến giờ thưa cả tôn giả, tại nhà của mẹ Nanda các món ăn đã được sửa soạn." Rồi chúng tỳ kheo với Sariputta và Mahamoggallana là vị cầm đầu vào buổi sáng đắp y cầm bạc đi đến trụ sở của nữ cư sĩ mẹ của Nanda. Sau khi đi đến, ngồi xuống trên các chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ cư sĩ mẹ của Nanda mời chúng tỳ kheo với Sariputta và Moggallana là vị cầm đầu với các món ăn thường vị loại cứng và loại mềm và làm chúng tỳ kheo được thỏa mãn. Rồi nữ cư sĩ mẹ của Nanda lễ thấy tôn giả Sariputta ăn đã xong, tay đã rút lui khỏi bình bạc, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta nói với nữ cư sĩ mẹ của Nanda ngồi đang ngồi một bên: "Này mẹ của Nanda, ai bảo bà cho bà biết chúng tỳ kheo sẽ đi tới nhà? Ở đây thưa tôn giả, con thức dậy trước khi trời sáng, đọc lớn tiếng bài kệ Parayana rồi im lặng. Rồi thưa tôn giả, đại vương Vesavana sau khi biết được con đã đọc xong liền hết sức hoan hỷ và nói: lành thay này chị, ngài là ai? Ôi vì có bộ mặt hiền. Này chị, ta là anh của chị, đại vương Vesavana. Lành thay, ôi vì có bộ mặt hiền, hãy lấy pháp môn được tôi nói đến hôm qua làm quà tặng đón khách cho ngài. Lành thay này chị, phải pháp môn này hãy là quà tặng đón khách của tôi. Ngày mai chúng tỳ kheo với Sariputta và Moggallana là các vị cầm đầu sẽ đến Velukantaka nhưng chưa ăn sáng. Sau khi chị mời chúng tỳ kheo dùng xong, hãy tuyên bố chúng ta đã cúng dường. Thưa tôn giả, mong rằng mọi công đức của buổi cúng dường này sẽ đem lại an lạc cho đại vương Vesavana." Tôi nghe ngang đây rồi tôi đọc tiếp. Đây có cái là không biết sao gọi là ăn sáng không hiểu cách gì. Chỉ có cái chư tỳ kheo cũng buổi trưa thôi, mà đây gọi ăn sáng này. Là không biết buổi sáng sớm đấy. Chắc có lẽ là kiểu ăn ngò thôi, mà đây không biết sao gọi là ăn sáng, lẽ các ngày lại có có cái pha lê ăn sáng. Mà chư thiên thì thường hay xuất hiện buổi sáng. Và trong cái phần này á, thì bài kinh gọi là Parayana, thì quý vị về có thể đọc lại trong kinh tập á, Sutanipata. Từ Sutanipata, từ cái bài kệ 976 đến 1031. Bài kệ đó là nội dung của cái bài kệ mà bà mẹ con Nanda đọc lên như thế này. Cái bài kệ này là nó xảy ra là do có một vị phạm chỉ đó, vì đó đọc vì đó nói với một cái vị pháp thuật, nói là tôi có thể cho bố thí đấy, cho tất cả cái gì tôi cho, tôi đã cho hết tất cả cái gì tôi cho. Thì cái vị phạm chỉ này nói đi, trong 7 ngày này mà ông không cho cái cho tôi muốn á, thì ông sẽ bị cái đầu vỡ bại, làm cái pháp thuộc riêng việc bị cái đầu ông vỡ bại, vì này thì làm buộc bà. Sau đó vị thiên đi ngay thì an ủi, thì vị phạm chỉ mèo hỏi là bây giờ ngài có cách chi giúp cho tôi được để mà trả lời cái câu của cái ông đó không? Tuy nhiên là nếu như mà không cho được cái điều ông muốn á, ông xin á, thì 7 ngày sau thì cái đầu vỡ bại. Thì vị thiên nói thì bây giờ tôi cũng chịu thôi, nhưng mà bây giờ có một vị mà có thể nói cho ông biết được là chỉ Đức Phật đó, ngài đang ở thành Vương Xá, thì bây giờ ông đến đó đảnh lễ Thế Tôn dạy. Sao vị này đến đảnh lễ Thế Tôn rồi nói làm thế nào để biết được một vị đó là Như Lai? Thì các vị này cũng có nói cho biết là có 32 tướng đó, 32 tướng tốt, thì đến đó sẽ gặp ngài. Thì khi vị này đến thì cũng đặt bạch Đức Thế Tôn về cái câu hỏi mà ông thắc mắc đó, là nếu như mà không cho được cái điều mà cái ông đó xin thì 7 ngày sau cái đầu vỡ bại, như thế nào gọi là cái đi đến cái chỗ cái đầu vỡ bại? Thì Đức Phật mày trong đó, trong những bi kệ đó thì có bi kệ Đức Phật dạy như thế nào là ý nghĩa cái đầu vỡ bại đó, mà thì vì pha thuộc sự nói mà ông lại làm ráy rứt, ông không hiểu, ông u sầu đó. Thì Đức Phật dạy nói vô minh là cái đỉnh đầu, vô minh là cái đỉnh đầu, và minh là làm cho cái đầu vỡ bại, là làm cho vô minh vỡ,
Nó chỉ có mình là lai vô minh và cai dạy như vậy thôi. Chúng sinh tất cả vì đau khổ mà chạy đốn chỉ đạo nó sinh trừ là chỉ vì vô minh tham ái sinh khởi, thì chỉ có cái minh, cái trí tuệ mà đoàn trừ được cái đó thôi. Thì cái minh nó làm cho đầu vợ bài và vị này tỉnh ấy. Thì bà này đứng đọc cái bài đó, thì cái vị thiên này với Savana là vị tử thiên vương thiên, thì sa môn thiếu vương ấy, một trong bốn người tử thiên vương thương, thì nghe rồi lại làm hân hoan lắm. Thì không biết cái nhân duyên gì là hình như là bà có thể là quỷ trời, trên quỷ trời từ thiên vương thiên xuống hay sao mà gọi là em của ông á, mà đây là anh của ông, của bà. Thì bà mẹ còn đang đa, thì ông mình nói mà quý vị biết rằng là bà này bà có cái thiên nhãn, bà là người đừng bà bình thường nhưng mà có thiên nhãn, bà nói chuyện được với chư thiên, bà biết, bà thấy được mặt, nhận được diện và nói chuyện nghe được âm thanh nói chuyện kia. Đây là cái đặc biệt của bà mẹ đang đa này. Tôi xin đọc tiếp. Thật vì giữa tay khi bà vừa mới trình bày như vậy rồi ấy, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên Liên mà ca ngợi: thật vì giữa thay mẹ của Năng Đa, thật hi hữu thay mẹ của Năng Đa, rằng ngươi có thể nói chuyện mặt tận mặt với một thiên tử có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy. Thưa tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hi hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự vi diệu hi hữu khác nữa. Đây thưa tôn giả, Năng Đa là con của con độc nhất của con, khả ái khả ý, vì một lý do gì đó bị các vua dùng sức mạnh bắt giữ và đoàn bằng sống. Thưa tôn giả, trong khi đứa trẻ bị bắt giữ hay đang bị bắt giữ, và khi bị trói hay đang bị trói, khi bị giết hay đang bị giết, con rõ biết tâm của con không có đổi khác. Đây là gọi là cái điều ví dụ thứ hai. Tôi xin nghe đây cái điều thứ nhất ấy, mà ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên Liên ca người bà mẹ của Năng Đa này là nói bà này thật là ví dụ, bà có thể nói chuyện được với vị thiên. Bà nói không, con phải chỉ có cái điều đó mà thôi, con còn một điều còn ví dụ hơn nữa là con có đứa con trai độc nhất là dễ thương vô cùng, nó dễ mến dễ thương, là đứa con lành á, mà vì một lý do gì đó thì thời phong kiến này nó có những cái tình trạng mà bất công đó xảy ra, rồi bị vu khống cách nào đó không biết mà nó bị bắt bị trói rồi bị giết. Mà trong cái thời gian diễn tiến bị bắt bị trói bị giết, con vẫn bất động, không thể tâm không đổi khác, vẫn thản nhiên, vẫn như vậy là chịu khổ đau đến mà tâm vẫn thản nhiên hả? Như vậy là người khéo tu tập tâm, còn mày chuyện vui đến mà thản nhiên là khéo tu tập thân. À, bây giờ tu tập tâm, bà đây bà muốn nói rằng là con có một điểm ví dụ hơn điều đó nữa là con khéo tu tập tâm, giúp được tâm. Bà nói một cách rất tự nhiên. Thì biết chỗ này mình cũng cần phải hiểu cho tỉ nhỉ cả ông thôi. Mình đọc cái đoạn này nhiều khi người đời người ta cũng buồn, rồi là chi bà mẹ mà con chết không xúc động gì cả thì hẳn có tình cảm, thằng có vẻ ráo ấy, nghe hàng xấu sao vậy, nghe hàng có vẻ lạnh lùng là kỳ, nó lạnh lùng lắm, một cái gần như vô cảm. Nhưng không phải, đấy là trí tuệ, đó là vấn đề mà đến một mức độ nào đó mình rất khó nói, mà nhưng dĩ nhiên là mình phải hiểu, mà muốn để biện minh cho cái này mình phải chứng tỏ ra, mình phải dẫn chứng cho người đời biết rằng là Đức Phật rất thương người và đạo Phật rất thương người, rất xúc động trước những nỗi khổ đau của chúng sinh và lo cho giúp cho chúng sinh để giải thoát khổ đau. Nhưng mà con thì vẫn đi giải thoát của tự thân á, bà ở trong cái trường hợp được con này là bởi vì vua mà vua giết hết thì có cách gì để cứu nữa. Thì cái mà khốn nhất là cái tịnh nhất là bà tịnh lặng mà thôi, mà bà là người làm chủ, bà không chấp là nó là con, là con của mình, là tôi, là của tôi, là từ ngã của tôi đó. Vì bà đã nhiếp phục được cái tấm rồi, cái tấm bà là tấm bậc thánh này, không có chấp là đấy là tôi, đây là của tôi, từ ngã của tôi, đấy là con của tôi, từ ngã của tôi. Cho nên khi nó bị bắt không phải con tôi bị bắt, phải nè, mà con tôi khi nó bị giết không phải con tôi bị giết nữa. Thanh bà vẫn thản nhiên nhìn cả pháp một cách bình đẳng thản nhiên, mà thấy vô ngã hoàn toàn thì chỗ này là chỗ trí tuệ, mà chỗ này hắn không thể đem những cái dũng cảm thông thường của người đời để mà đánh giá được. Giống như bố thí vậy, bố thí đến mục đồ như Đức Phật, mà tiền thân Đức Phật ngài thái tử tú đầy nó bố thí cơ vợ con là người đời, người ta lấy đàng nói phi nhân bố thí ai, bố thí cơ vợ con, lòng giả nào đi bố thí vợ con, mà vợ gọi là con đâu phải của mình có quyền. Chỗ đó là cái chỗ mà mình phải cẩn trọng kinh khủng, mà đó là hành Bồ Tát đó, chứ đừng có vì vậy mà đánh giá lý đáng cái hành động của Bồ Tát, là bởi vì chỗ đó là hẳn phải là cái giá trị tầm thường của người đời này, cái giá trị mà của hữu ngã, giá trị của luân lý, cái này gọi là siêu luân lý, siêu đạo đức, siêu luân lý, một cái đạo đức giải thoát rồi, ở cái cấp độ của người này nó như thế này rồi, chứ hẳn phải là của những cấp độ khác nữa. Thành thử phải mình cẩn trọng trong khi tư duy và khi giới thiệu về những cái giáo lý này với người đời.
Không thôi là trước đây người ta đạo Phật cũng bị lên án nói là có những hành bố thí mà hành không người, là bởi vì bố thí vừa có ai mà tưởng tượng nổi. Nhưng mà ở đây mình phải biết rằng đó là một cái ở cái cấp độ đó là một cấp độ giải thoát cao hơn, chứ không phải là vì không có tình thương hay là vì vô cảm. Chỗ này mình cũng cẩn trọng. Chỗ này theo tôi đọc á, diễn cảm nhận của tôi khi tôi đọc cái này là tôi cho là mình thấy là mình đứng đụng chạm với một cái người vĩ đại trước mắt á, chứ không phải là mình trách họ là tại sao mẹ không thương con. Thực ra thương là đau khổ, mà họ đau khổ, mình đau khổ, chẳng có đem lại một cái giải quyết gì cả cho cái nỗi khổ đau chung cả. Nhưng bà tích như vậy mà có lẽ đó là bài học lớn. Chính mình khi tôi đọc như thế này mà mình cũng xấu hổ. Người đàn bà như vậy mà họ tỉnh bớ rồi mà mình đùng cái chí mình xúc động, cái tâm mình dao động, là bất cứ cái chí nào điều động tâm mình được cả. Họ khen mình cái tâm mình dao động, họ chế mình dao động. Mình thấy xấu hổ quá. Đi được có là nằm ruột của mình, mình chết mình tỉnh bớ. Tính là trí tuệ chứ không phải là không thương đâu, nhưng mà thương là để cứu cỡ cái sinh tử của nó thôi, chứ còn cái chuyện này có mắc chi mà mình phải xúc động hả? Đó này thì khó nói, là bởi vì chú định khi nào mình là A-na-hàm như bà đây thì mình mới hiểu nổi. Thế còn không thôi mình đánh giá cũng sai. Đoạn tiếp theo: thật vi diệu thay mẹ có đăng đa, thật khi hữu thay mẹ có đăng đa, ngươi đã có thể làm cho tâm khởi thanh tịnh như vậy. Thưa tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hi hữu như vậy đối với con còn có một sự kiện vi diệu hi hữu khác. Ở đây thưa tôn giả, người chồng của con khi mạng chung sanh vào loài già xoa, và vì ấy hiện lên trước mặt con với một từ ngã như lúc trước. Nhưng thưa tôn giả, con rõ biết không vì nhân duyên ấy tâm con đổi khác. Tuy nhiên bà cũng tỉnh bơ, bà nhìn một cách bình đẳng. Đấy không phải là người chồng cũ rồi mà có những tình cảm vồn vã hay là khởi lên những dục ý, không phải. Mà ông về giả xoa là cái loài cảnh giới như là má, dắt ca nè, thì hiện lên với một cái thân cũ. Tuy nhiên không phải thân giả xoa mà thân cũ. Thì bà vẫn tỉnh bơ rồi, bà là con người để nhiếp phục cái tâm rồi, không có cái chấp mà bị thử đó nữa. Thành thử cái này là họ đoàn được cái ngã. Thật ví diệu thay mẹ cũng đáng đa, thật khi hữu thay mẹ cũng đáng đa, ngươi có thể làm cho tâm khởi thanh tịnh như vậy. Tâm thanh tịnh cũng nghĩa là tâm, quý vị nhớ là khi nào trong kinh nói tâm thanh tịnh là cái tâm không chấp tưởng, nữa gọi là tâm thanh tịnh. Tâm mà hằng vắng mặt tham sân si ấy, chỉ có khi không chấp tưởng chấp ngã nữa thì vắng mặt tham sân si. Thanh tịnh là vậy, chứ không phải là thâm thanh tịnh là vắng lặng như rừng rú, như trời đất, như núi đâu, không phải. Thanh tịnh không phải như vậy. Thanh tịnh này, khi nói tâm thanh tịnh là cái tâm mà đã được nhiếp phục rồi, là mát lành rồi, ngọn lời tất cả tham sân si. Tâm thanh tịnh là vậy. Mẹ còn năng đa, thật khi hữu thay mẹ còn năng đa. Ví dụ như vậy, sự hi hữu như vậy đối với con, sự kiện vi diệu hi hữu khác. Thưa tôn giả, chính cho chồng con rõ biết con không có một tâm vì chồng con, huống nữa là về thân. Cái này thì gọi là Atticharita, là tâm vi diệu. Tôi nghĩ là nói đến khi mà bà, quý vị thấy không? Cũng giống như bà Visakha, từ khi bà đã có thánh rồi. Con là cái khi mà cái truyền thống phong tục của Ấn Độ thì cưới gả rồi phải nghe theo phong tục chứ khó cường. Mà chắc các vị này không có cái nhấn riêng của họ sao đó, thì họ chấp nhận, còn nếu không thì họ đi tu rồi. Thành họ lập gia đình, nhưng mà khi là con gái mà đi tới người chồng thì hoàn toàn không có cái tâm xúc phạm chồng. Thì cái này tôi hiểu là có nghĩa là cái tâm chung thủy, một cái tâm mà hoàn toàn không có cái tà ý tà hành, không có cái tà ý nào cả. Tuy nhiên ý mà không tà đừng nói là thân, đại khái là vậy đó. Tuy nhiên một người mà hoàn toàn là chủ cái tâm mà trong sạch, trong sáng chỗ này, có lẽ là vậy thôi. Thật ví dụ thay mẹ còn năng đa, thật khi hữu thay mẹ còn năng đa, ngươi có thể làm cho tâm khởi thanh tịnh như vậy. Thưa tôn giả, không phải chỉ có sự ví dụ như vậy, sự hi hữu như vậy đối với con còn có một sự kiện vi diệu hi hữu khác. Thưa tôn giả, khi con tự chấp nhận là một nữ cư sĩ, con rõ biết con chưa từng vi phạm một học pháp nào. Như vậy là giữ giới thanh tịnh. Thật vi diệu thay mẹ có năng đa, thật hi hữu thay mẹ có năng đa. Thưa tôn giả, không phải chỉ có sự kiện sự vi diệu như vậy, sự hi hữu như vậy đối với con còn có một sự kiện vi diệu hi hữu khác. Ở đây thưa tôn giả, nếu con muốn, con có thể ly dục, ly ác pháp này, kiểu chữ ác này, ly ác pháp này, ly pháp bất thiền, chứng đạt và an trụ sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, không tầm không tử, làm cho tình trị tầm tử, con chứng đạt an trụ thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tử, nội tịnh nhất tâm, ly hỷ con trụ xả chánh niệm tịnh giác, thân cảm thọ sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trụ, con chứng đạt và an trụ thiền thứ ba, đoạn lạc và đoạn khổ. Đó trước có chứng đạt an trụ thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh.
À, đây là bà nói là không phải như đó như vậy mà thôi, mà chỉ ngay bây giờ đấy, bất cứ khi nào mà con muốn đi vô tự thiền là đi vào, từ sơ thiền tự thiền muốn khi nào là vào khi đó. Bà nói như vậy, thành thử đây là một cái gọi là một cái khả năng ví dụ của bà này, là bởi vì tâm họ đã xa rồi thì muốn vào khi nào vào chứ còn chi ngăn nữa. Cái khi ngăn mình vào thiền thì ngủ đến cái có sợ gì do chấp ngã với ái, và ái thù đã giảm rồi thì muốn vào khi nào cũng được. Cái chuyện này là rõ, mà vì mình không vào được là vì cái chấp thù chứ còn chi ái. Chứ hề mà cái nào lặng rồi là muốn vào khi nào vào à. Ngài về tâm là mà vào ở đâu cái tâm đó chứ tâm nào nữa. Phải, tâm đang khởi lên, người ta chỉ cần khởi cái điểm lên thì là vào. Còn không khởi thì thôi, còn khởi thì vào. Thật ví diệu thay mẹ còn năng đa, thật hy hữu thay mẹ còn năng đa. Thưa tôn giả, không phải chỉ có sự ví diệu như vậy, sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn còn đa, năm hạ tự được truyền giảng, con thấy rõ không còn pháp nào ở nơi con chưa được đoàn tận. Thật ví diệu thay mẹ còn năng đa. Thật khi hữu thay mẹ của năng đa, rồi tôn giả Buddha sau khi với một thoại nói lên cho nữ cư sĩ mẹ của năng đa khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Như vậy bà tới đây là quý vị biết đây là một nữ cư sĩ, một người mà quý vị có thể đoán được là ở đời cho là rất khổ đau, không thể có sức mạnh. Ông đã thành giả xóa rồi, có một đứa con đồng nhất cũng chết rồi, phải không? Tất nhiên là bà sống một mình. Rõ ràng ở đời chó là rất khổ lụ khổ như vậy thì khổ thì bao nhiêu. Vậy mà bà đấy là một người mà đức tôn giả Xà Lợi Phất và tôn giả một kỳ liền cho là kỳ diệu tán thán cái lòng. Bà đắc được hà để diệt được năm hà phần diệt sự, tất nhiên là thân kiến nghi giữa cầm thụ dục và sanh, là tất nhiên đắc được an hàm ngay trong hiện tại. Bà đắc được an hàm ngay trong hiện tại thì như vậy là cái rõ ràng thì vì biết là cái hạnh phúc, cái giải thoát nằm trong tâm của mình ấy. Còn cái bên ngoài mình nhớ như mà nói gì đó thì cũng đừng lấy lòng khổ đau, là bởi vì cái quan trọng là cái bên trong ấy, để tâm mình tất cả cái mà ca người ba đấy là cái mình phải thực hiện, cái đáng nói là để thực hiện những cái tâm này, còn phải là cái bên ngoài, cái bên ngoài không có vấn đề nữa. Thành từ cái vấn đề của na nó mà có nó mất đi vì lý do này vì lo nó, mình cũng thản nhiên đừng chấp thủ nó, thì như vậy mình mới xứng đáng là đệ tử Phật, và như vậy mình mới có được hạnh phúc, là mình thấy được nếm được mùi giải thoát trong hiện tại, ngay trong hiện tại. Tuy nhiên là đừng có chấp thủ, đừng có chấp thủ, xả được cái chấp thủ nhiều đấy, xả được cái chấp thủ ngã của mình. Như vậy là thực hành, như vậy là mình thực hành được một cái phần mà Đức Phật dạy gọi là khéo tu tập tâm. Chứ còn nếu như mình mà trước cái khổ đau, mà trước cái hạnh phúc và khổ đau mình trao đảo, thì như vậy là mình chưa phải là người khéo tu tập tâm và tu tập thân. Chưa đến khi nào mình thản nhiên được tất cả mọi chuyện thì cho đến khi đó mình mới gọi là khéo tu tập tâm và tu tập thân. Khi bây giờ mình mới có một cái nhìn rất bình đẳng, và mình muốn hành bố thí mình muốn người cũng bình đẳng thương. Ấy là vì nhìn sự vật không còn chấp riêng nữa. Hay khi đó cái nhìn bình đẳng mà bắt đầu xuất hiện, mình mới biết, mới hiểu, mới hạnh phúc trong cái pháp bình đẳng, cái nhìn bình đẳng. Sau đó ngài Xà Lợi Phất, ngài thực ra là hai ngài cố ý đi đến làng này và để gặp bà này, bà Phật tử này, và hai ngài biết là có sự cùng duyên rồi, nhưng mà cả ngài khiêm tốn thôi, biết được là không thể báo trước. Nhưng mà có vị thiên ạ, vị thiên cái bữa ăn này tôi đoán là có lẽ vị thiên đó là chắc là trao vật chất tiền của cho bà sống, và cùng dường cho bà chắc nghèo. Nói là đây là bữa ăn mà để của vị thiên cúng. Bây giờ qua cái phần sau này, phần tiếp theo này là một phần rất đặc biệt, quý vị theo dõi. Phần này rất là đặc biệt, là phẩm không tuyên bố. Giờ phần này rất đặc biệt, quý vị theo dõi, tôi đọc chậm. Rồi một vị kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, rồi ngồi xuống một bên, vị tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đối vị thánh đệ tử có nghe nhiều nghi ngờ không khởi lên, đối những vấn đề không được tuyên bố? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đối với thánh đệ tử có nghe nhiều nghi ngờ không khởi lên, đối với những vấn đề không được tuyên bố? Nghi ngờ không khởi lên đối với những vấn đề không được tiến bộ. Sau khi chết Như Lai có tồn tại, này các vị kheo là một tà kiến. Sau khi chết Như Lai không tồn tại, này các vị kheo là một tà kiến. Sau khi chết Như Lai có tồn tại và không tồn tại, này các vị kheo là một tà kiến. Sau khi chết Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại, này các vị kheo là một tà kiến. Này các vị kheo, kẻ phàm phu không có nghe nhiều, không có tuệ trí kiến. Này, chúng tôi xin
loan báo quý Phật tử biết là cuối thì giờ này có quý vị đại diện ban hộ trì có sinh hoạt với quý Phật tử trong lớp tăng chi này. Sau khi mà trình bày Phật pháp xong thì quý vị lưu lại để sinh hoạt. Thứ hai nữa là quý thầy tổ chức trong cái ban mà tăng chỉ ở cái phòng cúng dường ấy, cũng mong quý Phật tử nếu có điều kiện thì